Rồi, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay em có về là 7 phôi mai vàng và một phôi mai tứ quý. Đó, hiện tại trên bàn quay là một phôi mai tứ quý nghe cô chú anh chị. Rồi, chào Na ơi. À, xin chào cô chú anh chị đến kênh của anh Minh Kiệt Bonsai hôm nay. Hôm nay là mới về được 7 cây mai vàng với cây mai tứ quý. Rồi, giá sinh viên luôn ha. Dạ. Rồi, trên bàn quay là một cây mai tứ quý là có dáng đổ đổ ha, bài bài đổ đổ. Rồi quay quay đi nay, quay vòng đi nay, bộ đế khá là đỉnh ha, đế nôm quái luôn, nó bài quá dài. Ê ê ê, dướng quay ra ngoài lộ dướng lộ không? Lộ. Rồi quay quay nữa đi, quay nữa đi, quay vòng. Rồi lấy cái cây kia ra cái mình quay vòng luôn đó. Rồi quay giáp vòng cho cô chú anh chị xem tổng thể cái bộ đế nó đi. Ý ý ý, rồi rồi rồi, đây quay quay đi nè, quay đi nè. Rồi đó, dạ, cái này là có thể là sửa lại chơi dán đổ được ha, còn ai muốn chơi dán trực thì cắt bỏ cành bay. Rồi cái này là cây mai tứ quý nè cô chú anh chị. Rồi chơi số đo này. Rồi vòng đo số 1. Này là 24. 24. Rồi nguyên cái cành bay nó có bao nhiêu đây? Mai bay nhìn đã lắm nè cô chú anh chị. Nó là 1m29. 1m29. Rồi chiều cao đây nè, từ mặt mặt bầu lên cái đỉnh đó. Này không? Ừ. Đúng rồi. Này là 38. 38. Đặc biệt là cây mai vàng ghép tứ quý vô là bông rất là đẹp người cô chú anh chị. Mình ví dụ cô chú anh chị nào thích mai tứ quý thì để chơi luôn cũng được, còn ghép mai vàng vô là bông nó sẽ là to hơn cái cây zin của cây mai vàng ha. Đo cái đế sổ cây nè. Hai mươi ba. Rồi cho xin giá cây số 1 đây. Cây số 1 này là giá 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi 1.500.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây tới cây số 2 này. Rồi cây số 2 quay đi này. Cây này cái cũ dữ lắm nha, cũ như con ốc, nó nằm sắn qua bên kia đó cô chú anh chị ơi. Đó gan con ốc luôn ha, đó nhìn thấy quái lắm cô chú anh chị ơi. Chung là lô này em về tới 60 cây lận, hôm nay chỉ làm mấy cây mini nhỏ nhỏ lên trước, thì về hôm qua rồi hôm nay làm không kịp, chỉ lên mấy cây nhỏ nhỏ thôi đó. Rồi quay vòng đi nay, cái cũ quá xá cái cũ rồi. Đây tay cành đầy đủ đó. Rồi chơi số đo nay, chơi số đo cái cũ này coi, cái thân trước đây. Thân này là 20. Rồi thân 20. Rồi cái cũ cây. Cũ này khó đo ha. Cũ quá trời to cái cũ rồi. 42. Cái thân có 20, cũ bốn mấy mà chưa đo hết nha. Còn ra tới ngoài này nữa nè, nhưng mà đo phỏng phỏng của nó thôi. Rồi chiều cao luôn đây. Chiều cao nó là 1m15 ạ. 1m15. Rồi đường kính mặt bầu luôn đây, phỏng phỏng ở trên như hỏi anh dạy em đó. À đó đúng rồi đúng rồi, đường kính mặt bầu là 39. 36, 37 hả? Đó lại đó lại đó lại 36, 37 à. Rồi xin giá cây số 2 luôn đây.
cây số 2 này giá là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi 1 triệu bao ship toàn quốc, cái củ trà bá luôn giá 1 triệu bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị. Rồi cây số 2 tới cây số 3 hình thú. À, tới cây hình thú nha, nguyên một con thú lộ nguyên hình luôn nha. Đó, con thú lộ nguyên hình luôn. Lô này em về hình thú nhiều lắm nghe cô chú anh chị. Tại lấy mấy cây dừa dừa tầm trung nhỏ nhỏ đem ra là mình em làm trước đó. Thì về tới 60 mấy cây lận. Đó, cây sức sống rất là mạnh nghe cô chú anh chị. Rồi quay nữa đi nè, quay tiếp tục đi cưng. Đó, nguyên con thú ha. Nhìn ở ngoài nhìn đã lắm cô chú anh chị ơi. Rồi cho thông số này. Thông số nó là 23. Rồi 23. Chiều cao, chiều cao của con thú này nhìn nó lực lắm nghe cô chú anh chị, ở ngoài nhìn lực lắm. Chiều cao nó là 26. Rồi. Đường kính mặt bầu luôn. Đường kính mặt bầu là 39. Rồi quay một vòng nữa luôn rồi cho giá luôn này, quay đi. Nhìn đã lắm nghe cô chú anh chị ơi. Nhìn quay cầm bằng quay quay anh ơi. Ngồi xuống em. Nhìn lực lắm cô chú anh chị ơi. Rồi cho giá cây số 3 luôn ơi. Cây số 3 này là giá 2 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Còn nguyên con thú mà giá có 2 triệu cô chú anh chị ơi. Rất là dễ chơi. Tới cây số 3, tới cây số 4. Mai của em là bao già luôn nghe cô chú anh chị. Này là già dữ lắm, già luôn nha. Thì thường thường là dùng ở dưới em là nước ngọt quanh năm, dùng đất phèn mà nó lâu lớn lắm. Mấy cây này là người ta trồng mười mấy năm hết trơn nè, chứ không phải như dùng trên người ta trồng 3-4 năm là được cái gì đây nè. Còn dùng với em là phải mười mấy năm mới được cây mai vàng thứ này nè. Thế nó già nó lên màu ghê gớm. Dán chật ha. Nó quỳ quỳ, nhìn cũng phê phê ha. Rồi quay vòng bộ đế này. Đó, đế nó cũng nồm nồm xuống ha. Rồi, cho thông số này. Cây số 4. 22 rồi. 22 vành. Rồi, cao luôn đây. Chiều cao. Chiều cao là 64. 64, đường kính mặt bầu luôn. Đường kính mặt bầu là 36. Rồi, xin giá cây số 4 luôn đây. Rồi, giá cây số 4 luôn đây. Cây số 4 này là giá 700 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi, 700 bao ship toàn quốc, đổi cây luôn lên cây số 5. Rồi, cây số 5 cây chật ha. Cây này là mini, giá mini luôn. Đó, nhìn cũng phơi phơi ha. Đế này giá rẻ chưa từng rẻ luôn. Rồi cho thông số đi anh ơi. Đế cũng đều đều ha cô chú anh chị. Thông số này là 18. 18 hoành. Rồi tổng chiều cao luôn. Chiều cao nó là đúng 1 mét luôn. Đúng 1 mét. Kính mặt bầu luôn này. Kính mặt bầu là 26. Rồi. Rồi giá cây số 5 luôn này. Cây số 5 này là giá 350 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. 350 bao ship toàn quốc luôn. Ủa, cây chật quay cao đây nè, giá có 350. Bên em là về bán giá mini dễ chơi nha. Rồi, tới cây số 6. Cây số 6 ra thế nó cũng quỳ quỳ mà nó bay bay ha. Đó, nồi đế là một đống nồi đế luôn. Rồi quay đi nè. Nồi đế nó xoay cuộn ở trong cô chú anh chị. Xoay cuộn nè. Nói chung là cây này rất là già cây, về trồng là bao sống, bao ship. Bên em bán cây là bao sống bao ship.
mà em bán cây là chưa từng cô chú anh chị nào mà phàn nàn vụ mà cây chết chưa nghe. Tại cây này về dục đại nó cũng sống nữa, dục trong mát bỏ đại gì đó, cây sau thời gian 10 ngày nửa tháng là nó đâm chồi à. Rồi cho thông số này. Số này là 16. Cái cọng đế nó lớn hơn cái thân nữa cô chú anh chị ơi. Cọng này là 76. Rồi 76, đường kính mặt bầu luôn. Đường kính mặt bầu là 32. Rồi. Xin giá cây số số này số 6. 6. Cây số 6. Cây số 6 này xin giá luôn này. Cây này là cây số 6 này là 500 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ạ. Rồi 500 bao ship toàn quốc luôn, đổi cây luôn này. Cây số 7 luôn. Số 7 bự quá. Nào bữa nay lực quá. Còn rất là nhiều mai nghe cô chú anh chị. Tại lên clip này lên là hàng nhỏ nhỏ mini lên trước. Rồi quay đi nơi, cây này bộ đế nó cũng là khá là đỉnh ha. Dáng trực một thân một cốt luôn. Tàn dù. Rồi về thì cô chú anh chị nào muốn lên tàn thông thì cắt làm lại. Rồi em để chị đó cho cô chú anh chị nào về thích chơi kiểu nào thì về cắt kiểu nó. Rồi cái bộ đế đây. Đế quýt mình quẹp luôn. Để quýp he nè. Cây gà rất là già nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn này. Cái này không phải là lũa gì nghe cô chú anh chị. Đây rễ bên đây nó qua bên đây, cái rễ bên đây nó qua bên đây. Đây là cái khoảng trống của nó chứ không có bị lũa, không bị gì hết. Đó cao luôn nè ôi. Cao đi, đã cao lên luôn em ơi. Ờ, lúc ở trên luôn đi em ơi. Này là 25. Rồi đo cái cũ các em ơi, cái này có cái cũ, mình đo cái cũ cho cô chú anh chị mình tham khảo. Này là 33. Rồi. Rồi, tổng chiều cao luôn em ơi. Chiều cao. Chiều cao nó là 1m2. Chiều cao 1m2 hả? Rồi đường kính mặt bầu luôn em ơi. Đường kính mặt bầu là 40. 40. Rồi. Giá cây số 7 luôn nè ơi. Cây số 7 này là 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây em ơi. Quá trời bự. Cây này thì có hình chữ C. Lắc chữ C. Đó, hình lắc chữ C. Rồi quay đi nè. Hình nó cũng quái quái ha, nó cong cong nhìn đã lắm cô chú anh chị ơi. Cũng quái quái. Đế thì nó cũng bỏ đều hết nè. Quay vòng nó đi này, quay vòng nó đi. Quay vòng nó, anh quay cần cái bộ đế cho cô chú anh chị xem. Đây, bộ đế đây. Bộ đế đây cô chú anh chị ơi. Nó cũng có cục gù bên đây ha. Nhìn nó cũng ngộ ngộ. Rồi, cho số đo này. Thông số. Là 21. 21. Rồi. Chiều cao. Chiều cao nhiêu đây? Chiều cao nó là 1m26. Rồi, chiều cao 1m26, đường kính mặt bầu luôn. Đường kính mặt bầu là 34. 34. Rồi, xin giá cây cuối cùng luôn đây. Cây số 8 cuối cùng này là giá 700 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ạ. Rồi 700k bao ship toàn quốc. Rồi xin số điện thoại, xin địa chỉ luôn này. Số điện thoại là 0899 561 167. Rồi địa chỉ luôn em ơi. Địa chỉ là chợ Minh Thuận, huyện Ô Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang. À rồi chuyến này ok ha. Nhớ rồi, nhớ kỹ rồi. Rồi. Rồi chào cô chú anh chị mình đi nơi. Có lời chúc gì không? Muốn coi thì tại bữa nay về, hôm qua mới về làm clip không kịp. Muốn coi ngày mai đi. Mấy mấy cây em không phải không? Hẹn lại ngày mai, mấy giờ ngày mai đây? À, khoảng 5 giờ chiều ngày mai đây.
5 giờ chiều ngày mai đăng lên cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Dạ. Rồi bây giờ là mình xin giới thiệu mấy cây kia nhẹ nhẹ cho cô chú anh chị mình xem cái. Đây một cái hồ lô biến. Đó, một cái hồ lô biến tay cành đều đầy đủ. Đó. Hàng khủng nghe cô chú anh chị. Đo thử củ này cái nè. Phỏng phỏng nhẹ chơi thôi nha, cái này chưa có giao lưu ngày mai đi. Cái củ. Ngày cái bụng cái hồ lô à. Này là 61. Cái hồ lô tới 61. Dài cái hồ lô cái nè. Dài khoảng này thôi. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Dài 16 17. Gì mà cái sao hồ... có cổ luôn ha. Cái hồ lô mà phải có cái cổ chứ. Nhìn đã cái hồ lô này đã lắm cô chú anh chị ơi. Nó có cái chân ở trước mà nó chổi lại nhìn khá là quái đó. Còn rất là nhiều hoàng khủng nghe cô chú anh chị. Còn nhiều củ bự lắm. Củ bự không à. Nhìn phê không à. Chưa có làm gì hết. Đó, vườn mới thành lập vườn đó. Củ bự không à. Rồi, hẹn ngày mai gặp lại nghe cô chú anh chị ơi.